Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn học Excel từ những bạn bắt đầu mới học. Trước hết là Excel, về bố trí màn hình Excel, giao diện Excel chúng ta sẽ thấy có giao diện chính ở đây. Về nội dung soạn thảo chúng ta sẽ có các cột ký hiệu là ABC tăng dần và các hàng là từ 1, 2, 3, 4, vân vân tăng dần. Tất cả những cái này sẽ tạo thành một cái sheet gọi là trang tính. Mỗi cái trang tính này chúng ta có thể đặt đổi nó tên, ví dụ như là trang 1. Chúng ta đổi sang tiếng Việt gọi là. Và chúng ta muốn bổ sung thêm trang tính chúng ta sẽ thêm sheet 2. Đấy, giao diện nó hoàn toàn không có gì khác biệt, giống nhau. Thế thì mỗi một cái file, giả sử chúng ta lưu file, save, ví dụ chúng ta lưu file thì chúng ta save thôi. Đấy, như vậy cái file chúng ta lưu này nó giống như một cái cuốn sổ tay của chúng ta. Và mỗi một cái sheet hay còn mỗi một trang này thì nó giống như một tờ giấy trong một cái cuốn sổ đó. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu. Ở đây chúng ta có những cái ô. Đấy, ô. Cái này chúng ta gọi là ô hoặc là cell. Tên gọi là ô hoặc là cell. Thế thì ô sẽ có địa chỉ viết theo cột và hàng. Ví dụ tại cái ô này sẽ là ô có địa chỉ. Địa chỉ của ô này chính là C4. Đó. Thế còn ô ở đây thì sẽ là D9. Chúng ta hãy để ý ở đây nó đổi màu khi chúng ta viết như này, cái cột D và dòng 9 nó có cái màu hơi khác một chút. Bây giờ chúng ta sẽ zoom lên cho nó to để chúng ta nhìn nó dễ. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta thấy bất kể chúng ta đặt địa chỉ ở đâu thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái địa chỉ nó xuất hiện ở trên cái name box này. Đấy, ví dụ như ở ô này chúng ta đang ở ô F7. Thế thì đây nó cũng chính là một cái quy tắc, chẳng hạn khi chúng ta đang ở ô này mà chúng ta muốn quay trở về cái đầu trang thì chúng ta chọn cái ô name box này, chúng ta gõ A1 và nhấn Enter thì ngay lập tức nó sẽ cho chúng ta trở về cái vị trí đầu tiên của trang. Như vậy cái địa chỉ này chúng ta sẽ có địa chỉ ô. Chúng ta nhớ địa chỉ ô. Địa chỉ ô thì sẽ bằng là cột cộng với hàng. Đấy, nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ. Đấy. Vậy thì ở đây cái dòng này chúng ta viết như này thì nó sẽ ngầm hiểu là kiểu là general, là kiểu chung, không có xác định cái gì cả, chúng ta không có xác định kiểu. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta viết là viết số, ví dụ như là 45 thì đây nó sẽ, chúng ta sẽ định dạng cái này ở dạng số thì chúng ta sẽ có các kiểu là số, ví dụ như kiểu number đây. Thế thì ô này chúng ta có thể tăng cái độ chính xác của nó lên bằng cách nhấn cái nút này. Đây là increase decimal thì là tăng cái độ chính xác số thập phân lên thôi. Thế còn phía bên tay nút bên phải này là để giảm nó đi. Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể, những cái ô này chúng ta có thể thay đổi cái màu chữ. Đấy. Phông chúng ta thích cho chọn cái màu khác cũng được. Đây. Rồi ở đây chúng ta có thể chọn màu nền. Ngoài ra chúng ta cũng có thể hiển thị cái đường kẻ cái các ô lên, on border. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó xuất hiện ngay. Thế còn trường hợp mà chúng ta không muốn thì chúng ta lại chọn lại và chúng ta chọn no border. Đấy, thì tùy theo các
tùy theo các bạn muốn làm nó xuất hiện ở đâu thì chúng ta sẽ chọn những cái thanh tương ứng, ví dụ on border. Chúng ta có thể tăng cái kích thước chữ lên. Đấy. Ở đây có một lưu ý là khi chúng ta tăng kích thước chữ lên thì chúng ta thấy cái nội dung của cái ô C2 nó tràn sang cả các cột phía sau là C, cột D, cột E, thì chúng ta muốn lấy cái độ rộng của nó, chúng ta đặt cái con trỏ đến giữa cột C và D và kích đúp chuột. Đấy, thì nó sẽ tự động điều chỉnh một cách phù hợp. Chúng ta muốn thay đổi cái độ rộng cũng như là chiều cao thì chúng ta cứ chọn ra ở giữa và chúng ta thế qua đây mình sẽ giới thiệu là các em có thể căn này. Ở đây chúng ta nhìn thấy đây cái hàng trên này là căn theo chiều đứng đây. Đấy. Nếu mà chúng ta chọn top, middle, bottom. Đấy. Thế còn ở đây chúng ta sẽ có thể hàng dưới chúng ta căn này phải này, mặc định này, căn giữa này, căn bên phải. Thế thì kết hợp giữa chiều đứng và chiều ngang thì chúng ta sẽ có thể tìm ra được cái giá trị ưng ý của mình. Về định dạng số, chúng ta có thể định dạng nó ở dạng phần trăm. Ví dụ như này chúng ta chọn percentage. Đấy, tức là 45 sẽ bằng là 4.500%. Đấy. Cái này tất nhiên là giả sử chúng ta viết là 0.2 thì nó sẽ tương ứng là 20% mặc dù chúng ta nhập có 0.2 thôi. Đấy là giới thiệu qua một chút về cái kiểu dữ liệu. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục. Ở đây giả sử chúng ta muốn nhập vào số điện thoại chẳng hạn 0912. Đấy. Gì đấy, một số như này. Thì chúng ta viết sau khi chúng ta nhập xong như này thì chúng ta sẽ thấy nó bị mất ngay cái chữ số 0 đằng trước. Vậy thì để nó có số 0 không bị mất đi thì chúng ta phải có một cái dấu phẩy trên này, này thì gọi là dấu nháy đơn này. Đấy, đặt lên thì cái này chúng ta sẽ thấy nó ở dạng như này, nó sẽ không bị mất và nó ngầm hiểu đây là dạng text, hoặc là chúng ta có thể mặc định ở đây ghi luôn là text. Thì đấy là một số những cái lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái trường hợp tiếp theo, đó là chúng ta có thể điều chỉnh cái hướng. Đấy, hướng hướng của cái text này. Đấy, ví dụ như này. Đấy. Hoặc là viết như này. Đấy, địa chỉ bằng. Rồi thì ngược lại. Đấy. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chọn nó một góc cố định. Đấy, bây giờ chúng ta có thể chọn đây. Ví dụ góc 45 độ đây, đây là 45 độ hoặc là góc trừ 45 độ. Đấy. Đấy thì chúng ta thấy nó vẹo vọ như này, xiên như thế. Thế ngoài ra chúng ta có thể thôi để ở trạng thái bình thường normal thôi. Thì chúng ta chọn tương ứng. Đây, chúng ta chọn 0 độ. Đấy, thế nó lại trở lại bình thường. Thế còn Grab Text là gì? Ở đây nó có một cái nội dung nữa là Grab Text. Đây, chúng ta nhìn thấy như này. Chữ khi nó bị tràn như này thì chúng ta muốn nó gói gọn trong cái ô này thôi thì chúng ta chọn Grab Text. Đấy, tất cả cái nội dung nó sẽ làm trong một ô. Gọi là chế độ Grab Text. Thế còn trường hợp tiếp theo chúng ta lấy ví dụ họ. Đấy. Và tên. Đấy, bây giờ tất nhiên là trong Excel thì việc chúng ta chọn trộn ô hai này nó sẽ bị mất dữ liệu. Do vậy, đấy, đây nó sẽ trộn hai ô làm một, nó bị sẽ bị mất dữ liệu ngay. Chúng ta viết họ và tên. Đấy, thì ở đây nó sẽ trộn hai cái ô này lại. Nếu chúng ta muốn bỏ thì chúng ta nhấn vào đây ngược lại thôi, không vấn đề gì. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ.
Giả sử ở đây chúng ta có một cái bảng số liệu như thế này. Chúng ta có tên khách hàng, số lượng mua cái mặt hàng gì đó và đơn giá của cái mặt hàng tương ứng. Bây giờ chúng ta cần phải tính tiền ở đây. Automatic đúng không? Thứ hai nữa là bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái tạo ra một cái số tự động. Số thứ tự. Thế thì để là tính số thứ tự thì đầu tiên chúng ta đánh số 1 và số thứ tự thì bằng số sau sẽ bằng số trước cộng với 1, thì chúng ta cứ ghi số sau bằng số trước cộng 1 thế thôi. Đó, chúng ta kéo xuống. Thì đây chính là cái việc mà chúng ta kéo xuống như này được gọi là sao chép công thức. Đấy. Thế thì mình sẽ làm lại để các bạn xem. Thứ nhất là chúng ta sẽ di chuyển con chuột vào góc dưới bên phải khi nó xuất hiện cái dấu cộng màu đen, thì chúng ta sẽ giữ chuột và chúng ta kéo xuống. Đó. Kéo đến vị trí chúng ta mong muốn. Đấy là cái cách thức đơn giản để chúng ta đánh số thứ tự. Và chúng ta sẽ tạo cái được cả. Bây giờ chúng ta tính công thức. Thế thì có một cái kiểu dữ liệu ở trong Excel được gọi là công thức, thì công thức luôn luôn bắt đầu bởi dấu bằng. Đấy. Và chúng ta giả sử là của khách hàng số 1 thì nó sẽ bằng là số lượng là 23 nhân với 45. Thế thì chúng ta sẽ thấy công thức của nó sẽ bằng, chúng ta trỏ vào đây. Chúng ta thấy nó không hề ghi cái số 23 mà nó ghi cái địa chỉ ô D9. Thì chúng ta đánh dấu nhân với cả chúng ta chọn vào đây. Như vậy là nó ghi cái địa chỉ E9. Đấy. Thì nó kết quả như này. Thế thì khi đó chúng ta sẽ thấy như này. Bây giờ cũng tương tự như trường hợp chúng ta kéo số thứ tự là sao chép công thức xuống dưới. Chúng ta hãy để ý. Nhìn vào đây công thức chúng ta sẽ có mấy cái. Ở đây là giá trị của nó được tính. Thế còn ở đây ghi là chúng ta đang chọn ô F9. Và công thức của F9 là bằng D9 nhân với E9. Đấy. Chúng ta chọn ở đây chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện này. D9 nhân với F9. Đấy. Màu tương ứng với cái ô. Cách thứ hai chúng ta chọn vào để xem công thức tại ô F9. Chúng ta chọn ô F9 và nhấn phím F2. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy bây giờ chúng ta thấy OD9 bên này nó màu xanh, bên này E9 nó màu đỏ, còn ở cái thanh công thức này nó không có đổi màu nữa. Như vậy là chúng ta chọn ở đâu thì màu nó xuất hiện đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh copy và đặt vào đây, thì chúng ta sẽ Ctrl V, chúng ta sẽ thấy công thức. Bây giờ chúng ta sẽ để ý công thức này. Công thức tại ô F10 nó đã thay đổi tương ứng. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ thấy là bằng D10 nhân với E10. Như vậy nếu chúng ta sao chép xuống dưới thì hoàn toàn cho chúng ta một kết quả đúng. Chẳng hạn như chúng ta kiểm tra ô F12, chúng ta thấy công thức hoàn toàn chính xác. Cái này đó là trong Excel, cái khái niệm copy đối với một ô thì bản chất của nó là copy công thức. Đấy, sao chép công thức chứ không phải là sao chép giá trị. Trong trường hợp chúng ta muốn copy giá trị thì chúng ta sẽ phải làm như này. Đấy, giả sử chúng ta muốn copy chỗ này thì chúng ta sẽ đặt ra bên này giả hạn, chúng ta sẽ copy. Đấy, thì ở đây nếu chúng ta copy ra đây nó sẽ là công thức. Đấy, cho các bạn xem. Đấy. Thế bây giờ mình sẽ làm lại. Copy. Thì đầu tiên mình sẽ nhấn chuột phải. Xuất hiện cái dấu này thì chúng ta chọn cái value. Đấy. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Nhấn F2 nó không phải là giá trị nữa. Không phải là công thức nữa mà là giá trị. Đấy. Bây giờ nhấn F2 chúng ta sẽ thấy đây là giá trị. Đây chúng ta nhìn ở trên này nó là số cụ thể. Đấy. Đấy là cái cách thức nếu chúng ta muốn sao chép giá trị. Thì tiếp theo, bây giờ chúng ta muốn định dạng cái chỗ này có dấu phân tách ra thì chúng ta phải ngắt nó ra để nhìn cho nó dễ. Thì chúng ta ở
ở đây tách ra các đơn vị 3 chữ số 1. Đấy, thì ví dụ như này. Tuy nhiên độ chính xác là 0,0 thì chúng ta không cần, chúng ta lại giảm nó đi. Đấy. Đây này, xóa đi. Thế bây giờ chúng ta giả sử chúng ta muốn tính tổng tiền. Đấy, tổng. Thì chúng ta tính bằng dùng câu lệnh sum. Sum là tính tổng. Đấy, chọn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là tính được. Bây giờ chúng ta giả thiết rằng là tất cả những người khách này đều sử dụng, đều mua một loại mặt hàng. Chúng ta có cái đơn giá của mặt hàng đó và số lượng thì khác nhau cho mỗi người. Chẳng hạn chúng ta copy sang đây. Đấy, vẫn là như thế, nhưng mà bây giờ chỉ cùng một loại mặt hàng thôi. Giả sử đơn giá, chúng ta viết là đơn giá cùng một mặt hàng thôi. Đơn giá. Chẳng hạn cùng một đơn giá, ví dụ như là 50. Đấy, thế còn cái chỗ này là chúng ta không có, bởi vì tất cả cùng mặt hàng giống nhau. Xóa. Đấy, chúng ta thấy công thức nó bị sai ngay. Đây là khách hàng, khách mua các mặt hàng khác nhau. Còn bên này là sao lại biết ra cái màu gì đây? Ở đây cái màu trắng thì đổi lại. Khách mua cùng một mặt hàng. Đấy, ví dụ như vậy. Thế chúng ta có đơn giá là 50. 50 là gì thì chúng ta chưa cần quan tâm, chúng ta chỉ biết là nó cùng một đơn vị thôi. Thế thì chúng ta nhìn thấy công thức ở đây, nó là J8 nhân với cả không có đơn vị tham chiếu, do vậy nó sẽ, vậy thì đơn giá thì chúng ta nhấn vào đây. Đấy, đây là tính đúng rồi. Giả sử 50 thì tính được kết quả này. Bây giờ giả sử chúng ta cũng lại sao chép công thức giống như bài này. Đó. Thế thì chúng ta thấy nó không đúng. Nào, bây giờ chúng ta xem công thức tại cái ô này. Đấy, như vậy nó dịch tương ứng trên, đang từ ô J4 nó đổi thành J5. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta tính như này thì tất cả những cái ô ở đây nó đều cần phải nhân với ô J4 này. Chúng ta, vậy thì chúng ta có thể đổi nó bằng J4 như này, bằng tay J4. Đấy, J4. Đấy, thế thì tự động cái kết quả sum ở dưới nó cũng tính tổng ở dưới nó cũng đúng. Nhưng mà với cách làm này thì với mỗi lần, mỗi một hàng chúng ta cứ gõ J4 như thế thì rõ ràng là rất không thuận lợi. Vậy thì cách làm của chúng ta sẽ là như sau để đạt được cái tính thuận lợi. Thế thì chúng ta hãy để ý J4 này nó là cố định. Vậy thì chúng ta cũng sẽ cố định luôn cái ô này. Như vậy chúng ta sẽ thấy, khi copy xuống chúng ta vẫn thấy. Đấy, như vậy chúng ta viết ký hiệu như này là cố định ô J4. Đây, cố định J4. Cố định J4. Đấy. Thế thì chúng ta thấy, vậy thì địa chỉ ở đây, địa chỉ được dùng trong công thức. Chúng ta có mấy khái niệm. Một là địa chỉ tương đối. Địa chỉ tương đối là viết cột cộng với hàng. Đấy. Địa chỉ tuyệt đối là chúng ta có cái dấu đô na cột, sau đó đô na hàng. Đấy, địa chỉ này, vậy thì bây mình sẽ giải thích
Địa chỉ cột, địa chỉ tương đối, tức là nó sẽ bị thay đổi tương ứng khi chúng ta sao chép từ ô nguồn đến ô đích. Ví dụ ô nguồn ở đây là ô K8, thì khi sao chép xuống ô K9, tức là chúng ta thấy hàng nó dịch một thì nó sẽ automatic dịch một. Ví dụ như trường hợp này, trong công thức ở trên là chúng ta đây, về chúng ta xét công thức này là G8 này, G8 này là địa chỉ tương đối. Khi sao chép xuống ô K9 thì chúng ta thấy bởi vì G lúc cùng một nó tăng lên một hàng, do vậy là công thức đang từ là G8 thì tăng lên so với 1 là 9. Thế còn địa chỉ tuyệt đối là G4 thì không thay đổi. Đấy, G4 bởi vì đây là địa chỉ tuyệt đối, tức là nó không bị thay đổi nữa. Như vậy chúng ta hiểu được một cách như này. Chúng ta sẽ sử dụng tạm gọi một cái khái niệm là dấu Dona này được gọi là cố định. Đấy, nếu chúng ta viết trên là hàng thì có nghĩa là cố định hàng. Còn nếu mà chúng ta viết trên cột thì nó có nghĩa là cố định cột. Cụ thể trong bài này là chúng ta sử dụng công thức là cố định cả hàng lẫn cột. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy rằng là tất cả công thức, đây là giả sử đây là ô nguồn, sao chép công thức cho tất cả các ô ở phía dưới thì tất cả các ô phía dưới và ô ở nguồn nó đều chung nhau một cột. Do vậy cột nó không có thay đổi. Mà cột nó không thay đổi thì chúng ta cũng không nhất thiết phải cố định. Đây, bây giờ mình sẽ làm thử. Tức là mình không cố định cột cũng không có sao cả, kết quả nó vẫn đúng. Đấy, đây, hoàn toàn đúng chị. Đấy, thì khái niệm này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xong các bài sau. Buổi hôm nay tạm dừng ở đây. Xin chào tất cả các em.